Hello, xin chào quý khách quay lại với cửa hàng máy kính tái quang. Thì hôm nay bên Liêm mới làm xong một cái đa chồng đổi màu tiếp ha, vào cho anh khách hàng. Đó. Anh này là anh Vi Kiều nha. Đấy. Nhưng mà đây là anh làm chọn một cái gọng ba rim rất là đẹp nha. À, mọi người có thể xem. Đó. Cái gọng dẻo. Chính hãng của ba rim, cực kỳ đẹp. Đó. Mọi chi tiết ốc nè. Rất là tinh xảo nha. Đó. Mọi người coi những đường nét cắt đó. Theo cái tiêu chuẩn của CNC quốc tế nha. Rất là đẹp ha. Mọi thứ kết cấu những cái in theo tiêu chuẩn châu Âu nè, ba rim chính hãng ha. Đây. Con ốc mọi thứ rất là liền lạc. Liêm quay cận cảnh để cho mọi người thấy được. Test độ dẻo cho mọi người xem nha. Rất là dẻo ha. Mọi thứ rất là ok. Ráp vào cái đa chồng đổi màu ha. Đây là miếng bên phải và miếng bên trái nè. Tại vì nếu mà Liêm xóa những cái vết mực á thì mọi người khó biết đây là một cái đa chồng, nên Liêm quay luôn cái vết mực ha. Một chút Liêm khi giao cho khách hàng là Liêm phải tẩy hết ha. Thì mọi người mới biết đây là cái đa chồng đổi màu nha. Đổi màu như thế nào thì mọi người đang coi đây là màu trắng nha. Có lớp ván nè. Rất là đẹp, hai mặt luôn nha, lớp ván mặt trước và mặt sau nha. Đây. Thì cái lớp ván chống chói thì Liêm bây giờ Liêm thử luôn cái đa chồng đổi màu cho mọi người xem nha. Thử bằng cái tia laser này. Đây. Mình sẽ thử. Sẽ lên màu. Mọi người thấy cái lên màu chưa? Rất là đẹp. Sẽ lên màu. Nhưng mà Liêm sẽ dùng cái máy hấp màu cho mọi người xem nha. Cái máy này thì chống tiêu UV cao. Nên mọi người sẽ thấy được lên màu rất là đẹp nha. Nó lên theo thời gian thật luôn. Liêm test thử cho mọi người coi cái thời gian thật để mọi người biết được. Đây. Cái thời gian thật của cái chồng đa chồng đổi màu nó như thế nào ha. Liêm thấy lên màu cũng rất là đậm rồi đó. Đây. Mọi người biết tại sao Liêm phải để sát vậy không? Tại đèn nó tập trung ở phía sau hết. Nó không phải tập trung phía trước. Mọi người coi lên màu rất là đậm thấy không? Để giống như một cái kính mát vậy. Buổi tối thì mình hằng kính đa chồng trắng bình thường. Và buổi sáng ra nắng thì nó sẽ lên màu rất là đậm ha. Giống như một cái kính mát vậy thì giúp cho mình râm mắt hơn. Giữa những cái ngày nắng hoặc là những cái ngày nắng đi du xuân á, nó chói chang thì cái mắt này nó sẽ giúp mình râm hơn và mình vẫn thấy rõ ràng nha, tại vì nó có độ. Nó không giống như kính mát là mình đeo mình sẽ thấy rất là mờ. Này thấy vẫn rất là rõ nét. Mình dùng ngày đêm trên một cái kính rất là tiện ha, lên màu và giả màu rất là lẹ ha. Mọi người coi mắt màu bắt đầu nó nhạt lại luôn rồi ha. Màu bắt đầu nhạt lại biến thành màu trắng giống như hồi nãy ha. Đó. Cái đa chồng thì Liêm làm này rất là nhiều cho khách hàng. Đa đo và cắt đa chồng thì cũng phải đòi hỏi một cái kỹ thuật và tay nghề nhất định thì mình mới làm ra những cái chồng kính nó đẹp cho khách hàng được ha. Rồi. Vậy thì mọi người thấy được cái lên màu và xuống màu luôn rồi ha. Vậy là Liêm đã quay xong và giới thiệu xong luôn cái chồng này. Đây là cái đa chồng tầm nhìn rộng nha. Tầm nhìn rộng thì cho mọi người đây thấy hệ mới phi phơm. Thì cho một cái tầm nhìn nó thoải mái từ xa tới tí gần và cả tầm nhìn trung gian nữa. Vẫn rất là rõ nét nha. Rồi, Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách nha.